Một bạn nữa hỏi A Di Đà Phật: Thưa Đức Thầy, ta có nên tha thứ? Tha thứ có cần phải xem xét hoàn cảnh hay trường hợp cụ thể nào không? Tại sao con người lại phải buông bỏ để tha thứ? Chúng ta thấy Đức Phật tán dương khen ngợi về bốn đức tính vô lượng của tâm. Bốn đức tính vô lượng của tâm đó là gì? Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, gọi là bốn tâm vô lượng của chư Phật và Bồ Tát đã tu và đã chứng. Từ là gì? Thế nào gọi là tâm từ? Người có từ tâm á thì hãy đem lại gì? Cái sự an lạc cho gì? Cho tất cả chúng sinh. Ở trong chữ Hán gọi là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc. Tức là người có tâm từ á thì hay gì? Năng giữ tức là có thể ban cho, có thể đem cho tất cả chúng sinh sự gì? Sự an lạc. Còn nói về tâm bi thì trong chữ Hán gọi là bi năng bạt nhất thiết chúng sinh chi khổ. Có nghĩa là người mà có cái lòng bi á, lòng bi mẫn á, thì hay gì? Hay dẹp trừ tất cả, hay xô dẹp tất cả những cái sự khổ đau gì của chúng sinh. Đó. Hỷ là sự vui vẻ, sự an lạc. Lúc nào trên gì? Trên nét mặt cũng lộ rõ cái nét mặt là gì? Hoan hỷ, an lạc, khiến cho mọi người ở gần mình cũng gì? Cũng cảm thấy hoan hỷ và an lạc. Đó gọi là hỷ. Hỷ tức là vui mừng. Đối lại với hỷ đó là gì? Sự cau có, sự khó chịu. Chúng ta ở gần một con người á, mà họ có cái tâm á, cau có, khó chịu á, chúng ta có thấy an lạc không? Không. Các bạn cứ nghĩ là ở trong phòng chúng ta đi. Trong phòng mà có một bạn nào mà khó tính như ma, đúng không? Thậm chí còn khó tính hơn ma nữa. Đó là sao? Mình đi về, rõ ràng các bạn đi về, bạn đóng cái cửa rầm một cái thì không sao. Mình đang học phòng 4-5 người, bạn đóng cái cửa rầm một cái thì mọi người chỉ nhìn bạn một cái thì lại quay xuống gì, quay xuống học bài. Nhưng hôm nay mình về, bạn ấy đang học, mình chỉ có vô tình mình đóng cái cửa, nó hơi tiếng, nó hơi gì kẹt một cái thôi, bạn nó quay lại, bạn bảo là mù à hay là gì, hoặc rằng gì, hoặc rằng á là thế này thế nọ thế kia, không thấy gì, không thấy tôi đang học mà bà đóng gì, bà đóng cửa to thế, bà làm như thế ai mà học được, thế này thế khác. Đó, thậm chí ở trong phòng với nhau mà bà ấy khó tính nhất thì, hoặc ông ấy khó tính nhất thì, cho thầy nói nôm na như thế, có thể ở trong sinh viên chúng ta hay gọi nhau gì, và các bà mặc dù còn tuổi còn rất trẻ, mới 20 trên 20 tí thôi, thậm chí là 18 năm sinh viên thứ nhất, nhưng vào phòng quen với nhau toàn gọi nhau là gì, ông bà. Đấy, khó tính. Bình thường ra thì có thể là gì, quy định là ăn cơm xong thì phải đi rửa bát. Hôm nay người này hoặc ngày mai người kia chẳng hạn, vân vân, nếu ở chung với nhau cùng phòng như thế. Nhưng mà hôm nào á, đến cái lượt bạn ấy rửa bát thì bạn làm có qua loa xong bạn vào. Hôm nào đến lượt mình rửa bát thì bạn ấy xăm soi. Rửa xong rồi có khi bạn còn gì, nhấc cái bát lên bạn bảo rửa thế này à, còn đầy dính đầy mỡ thế này. Xăm soi để nói mình. Đấy gọi là cau có, gọi là khó tính, gọi là khó chiều. Chúng ta ở gần họ có vui không? Không, chắc chắn chúng ta không vui. Nhưng mà gì, bắt buộc phải ở. Muốn chuyển đi ở chỗ khác thì tiền nhà đã thuê rồi, ký hợp đồng 6 tháng hoặc 1 năm rồi. Mà chỗ này giá cả vừa phải, chuyển đi chỗ khác thì nó lại nặng tiền hơn, bố mẹ ở quê gì không có. Cho nên vẫn phải chịu với nhau. Đó, đó là đổi lại với cái trường hợp đó, lộn lại để người mà ở mà hoan hỷ, mà biết học Phật, mà học Phật thật sự á, bạn đấy có thể gì chia sẻ với tất cả các bạn ở trong phòng những điều mà bạn ấy biết, giúp đỡ tất cả các bạn ở trong phòng những việc mà bạn ấy có thể làm được. Ví dụ như bình thường ăn xong bạn ấy bảo là gì, thôi các bạn cứ đi học đi, ngày mai bạn thi để đấy gì, để đấy tới đi rửa bát cho. Thậm chí là ngày mai, ngày hôm nay là ngày của chúng ta đi rửa bát, nhưng mà bạn ấy biết là ngày mai chúng ta thi, cho nên bạn bảo thôi ngày mai bạn thi rồi bạn đi học đi để bát để tớ rửa cho. Đó là người có gì, có cái tâm hỷ xả, mà cái người gì biết hy sinh vì bạn bè. Ở gần những người như thế thì sướng lắm các bạn ạ.
các con ạ. Đó, rất thích. Thậm chí là 4 năm học trôi đi một cách là gì, rất là nhanh. Mà 4 năm học hết, 4 năm học rồi chúng ta còn gì, còn muốn ở gần nhau nhiều hơn nữa. Đó, còn người gì có tâm xả. Xả tức là gì? Là buông xả, là buông bỏ những sự chấp trước. Các bạn biết vì sao Đức Phật nói vì sao chúng ta khổ đau không? Vì chúng ta chấp. Chấp cái gì? Chấp nhân, chấp ngã và chấp ngã sở. Ba điều chấp căn bản. Nhân là gì? Là ta. À, nhân là gì? Là người, xin lỗi các con. Nhân là gì? Là chấp người. Đây người này là gì? Người này là gì? Ta yêu. Và người kia là người gì? Ta ghét. Người ta yêu thì muốn gần, nhưng họ gần gì? Gần thì chúng ta thích. Khi họ xa mình thì chúng ta gì? Có buồn không? Cũng buồn. Còn người ta ghét, chúng ta không muốn nhìn mặt họ, nhưng mà gì? Trong cuộc sống ghét đó, nhưng vẫn phải ở cùng phòng với nhau, vẫn phải ngồi ăn cơm cùng nhau, vẫn phải học trên lớp cùng nhau, vẫn phải gì? Vân vân và vân vân. Cho nên ghét mà vẫn nhìn thấy nhau hàng ngày, bắt buộc phải nhìn thấy nhau, bắt buộc cùng chung sống với nhau, cũng khổ. Do gì? Do chấp nhân. Chấp ngã là gì? Là chấp cái ta, chấp cái tôi. Chúng ta nhìn thấy chúng ta có cái tôi to quá. Ở Việt Nam chúng ta gọi là cái tôi, còn chữ Hán gọi là ngã. Trong nhà Phật gọi là gì? Chấp ngã. Nói ra tiếng Việt Nam của chúng ta nôm na dễ hiểu là chấp cái tôi, chấp cái ta to đùng ra. Cái gì gì cũng tôi nghĩ như thế, tôi nghĩ như thế. Và gì? Tôi nghĩ cái này phải như thế này, tôi nghĩ cái này phải như thế kia, tôi nghĩ cái này phải như thế nọ. Người nào mà có cái ngã cao thì thường thường ấy thể hiện ra lời nói và hành động. Ngồi nói chuyện với bạn bè thì người đó là đều hay nói là gì? Theo tôi cái này phải như thế này, cái này phải như thế kia. Hoặc là tôi nghĩ cái này phải làm như thế này, tôi nghĩ cái này phải nghĩ như thế kia, vân vân. Đấy là những người đó. Chúng ta cứ xem xét đi, suy là và chúng ta cứ tra cứu đi mà xem, tham khảo mà xem. Những cái người nói cái gì cũng nói theo tôi phải như thế, hay là muốn người ta khác phải làm theo ý của mình ấy, thì cái trường hợp đó, bạn đó chấp ngã rất lớn, không buông xả được, cho nên hay bị khổ đau. Tự mình sinh ra khổ đau, và người ta thì không bằng lòng cũng đem lại cho gì, cho mình bị khổ đau. Đó gọi là gì? Chấp nhân, chấp ngã. Chấp ngã sở tức là gì? Ngã sở tức là các loại vật. À, đây là gì? Đây là gì? Đây là quyển sách của ta, đây là đôi dép của ta. Hôm nào ta đi ra ngoài, ta vội vàng, ta có thể dép, xỏ đôi dép của bạn ta ra ngoài, về bạn mình á, tìm đôi dép không thấy đâu, sợ mất, tưởng là mất rồi. Nhưng được một tí, đến chiều lại thấy mình đi về, mình đi đôi dép của bạn, và mình để vào, thậm chí mình không nói một câu là gì, xin lỗi bạn, hôm nay tớ vội quá, tớ xỏ nhầm đôi dép của bạn. Không thèm nói, nhưng mà gì, đặt đôi dép đó vào, bạn vẫn vui vẻ với ta, vì họ xả được. Nhưng còn ta không may mà gì, bạn vội vàng đi nhầm cái đôi dép của ta, chỉ đi từ nhà ra nhà vệ sinh thôi, quay vào chúng ta gì, chỉ thẳng mặt chúng ta bảo dép bà đâu mà bà không đi, bà lại đi dép của tôi, dép của bà để bà dành, mà dép của tôi bà đi vào nhà vệ sinh, thế à, vân vân và vân vân. Đó là người gì? Chấp ngã sở. Ngã sở hữu tức là gì? Vật này là của ta, tài sản này là của ta. Nhân đến Đức Phật nói là gì? Chúng sinh ở thế gian khổ đau do chấp ngã sở hữu gì? Đây là gì? Đây là vợ của ta, đây là chồng của ta, đây là con của ta, và đây là nhà của ta, đây là tài sản của ta, đây là công danh sự nghiệp của ta, vân vân và vân vân. Chính vì vậy cho nên người đó mới khổ. Còn Đức Phật đó, vì xả được, buông xả được, cho nên Đức Phật mới tự do tự tại chứng quả vị giải thoát giác ngộ như vậy các con. Giải thoát ở do đâu? Do buông xả được vậy. Cho nên cái từ hỷ xả tức là vui mừng và buông bỏ, không chấp trước. Vui vẻ mà xả nha các con, chứ không phải bắt buộc mà xả. Nếu mà bị bắt buộc mà chúng ta phải xả thì trong lòng gì? Xả bên ngoài thôi, còn trong lòng thực tế có xả không? Không, trong lòng chúng ta vẫn ấm ức, vẫn bực bội, như vậy không phải là xả. Mà xả đây phải là gì? Phải là tâm mình nhận thức ra cái đó không phải là của mình, hoặc cái đó là của mình nhưng gì, nó cũng không theo mình được mãi mãi, cho nên có thể buông bỏ nó, hoặc đem bố thí nó, đem trao tặng nó cho người khác, vân vân và vân vân. Đó. Một quyển sách hay,
chúng ta đọc xong rồi, nhớ được các nội dung căn bản rồi, chúng ta có thể gì đem tặng cho người khác và mong muốn họ cũng đọc được quyển sách hay đó và họ được cái gì, được cái trí tuệ giống như mình, thậm chí còn được tốt hơn mình, thì đó mới là cái người thông minh, đó mới là cái người biết tu tạo công đức, biết tu tập trí tuệ và biết gì, biết học Phật đấy các con, biết buông xả, biết giúp đỡ người, đó là người học Phật. Mặc dù đó có thể chưa phải là người quy tam bảo, chưa phải là đệ tử tại gia của Đức Phật, nhưng mà người đó có thể gọi là người học Phật chân chính. Đó cho nên á, ở đây bạn hỏi rằng á, tha thứ có cần phải xem xét hoàn cảnh hay trường hợp cụ thể nào không? Ở thế gian á, thì chúng ta thấy phải, cần phải xem xét. Nhưng mà đối với Phật Pháp á, thì gì? Không cần phải xem xét. Bất cứ trong mọi điều kiện hoàn cảnh nào, nếu mà người học Phật đều phải gì? Muốn mình thành tựu được cái đạo quả vô thượng bồ đề của mình á, tức là muốn thành Phật á, thì phải sẵn sàng buông xả tất cả. Giống cho người ta có chửi mình gì cũng không chấp vào tâm. Giống như ngày xưa Đức Phật còn tại thế, có một vị Bà La Môn theo Phật, theo từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, cứ thế là chửi. Lúc đầu là theo đến là để nói rằng là, thưa Sa Môn Cù Đàm, tôi nghe thấy dân làng mọi người đều tán dương ca tụng khen ngợi ông là một bậc là thông tuệ, tức là một người có trí tuệ đó, siêu phàm, là có cả thần thông. Nay tôi đến đây là gì, với một mục đích duy nhất, đó là muốn tranh luận với ông. Tôi muốn đến đây để tranh luận với ông về gì, để phân biệt người nào thắng người nào thua, phải làm cho rõ về trí tuệ, rồi về thần thông. Tôi nghe người ta nói là ông có thần thông, tôi cũng muốn gì thử thi đấu thần thông với ông. Đức Phật chỉ có mỉm cười, không nói một câu gì. Và vị Bà La Môn đó tức tối đi theo Đức Phật cả một quãng đường dài đi khất thực, chỉ có lắng đắng theo và nói gì, ông có dám thi đấu không? Thần thông tôi cũng gì, tôi cũng thách, mà trí tuệ do gì, tôi cũng thách. Đức Phật vẫn yên lặng không nói một câu gì. Đi theo đến cho gì, cho đến trưa, Đức Thế Tôn thì đi khất thực, xong ăn cơm xong rồi á, ngồi nghỉ ngơi. Ông Bà La Môn đó vẫn vào gì thách thức, Phật vẫn không nói gì. Đến chiều lạ, đi về tinh xá rồi, ông Bà La Môn vẫn tiếp tục đi theo cho đến tinh xá, bắt đầu là thách không được thì bắt đầu chửi, chửi Phật, lăng mạ và hạ nhục Phật. Thì khi đó Phật nét mặt vẫn không thay đổi, và Ngài từ tốn, Ngài gọi rằng, này Bà La Môn, vì sao mà ông lại phải khổ sở như thế? Bà La Môn nói rằng, này Sa Môn Cù Đàm, tôi không có khổ. Ông nhìn thấy tôi khổ lúc nào? Mà tôi có nói với ông là tôi khổ không? Mà ông bảo tôi khổ. Đức Thế Tôn lúc đó Ngài cười tươi và bảo rằng, này Bà La Môn, người đau khổ mà biết rằng mình đau khổ thì người đó không còn bị đau khổ nữa. Còn người đau khổ mà không nhận biết là mình đang đau khổ, người đó mới chính là người gì? Người đau khổ. Và Bà La Môn nói rằng, này Sa Môn Cù Đàm, tại sao ông lại nói thế? Và Đức Phật qua câu chuyện đi chuyển lại nó hơi dài, nhưng Thầy tóm gọn lại một cái đoạn chốt là như thế này. Đức Phật nói rằng, này Bà La Môn, Như Lai lấy một cái ví dụ. Bây giờ có một người, họ đã được gì? Được Đức Vua rất quý trọng và mời vào hậu cung. Đức Vua đó đã làm một cái bữa yến tiệc và đãi cái người đó rồi, và người đó đã ăn no rồi. Và bây giờ vị đó ăn no rồi ra về, đi qua cửa nhà hàng xóm, bạn bè cứ bảo mời vào đây để ăn cơm, ăn thêm. Người đó bảo rằng, tôi ăn no rồi, tôi không ăn nữa. Và những cái người mà bạn bè và hàng xóm hoặc là chưa quen biết kia có bưng mâm cơm ra, dọn mâm cơm lên, nhưng cái người đó ăn cố vua no rồi, không thể ăn được nữa, thì cái cơm đó bỏ đi đâu? Thì vị Bà La Môn nói rằng, hỏi thế mà ông cũng hỏi, câu hỏi dễ thế mà ông hỏi,
Đương nhiên cái người, những cái người dân, cái người bạn kia mời cơm mà ông bảo ăn no rồi không ăn nữa thì người ta lại cất về, mang vào người ta cất đi, hoặc là gì, người nhà của họ gì tự ăn với nhau. Rồi Đức Phật lúc đó nói nữa này Bà La Môn, một ví dụ thứ hai, một câu hỏi thứ hai Như Lai muốn gì, muốn hỏi ông. Ví dụ như bây giờ có một người vì một cái điều kiện nào đó trong cuộc sống họ không bằng lòng với mọi người xung quanh, nhưng mà người đó tức tối không làm gì được, rồi người đó ngửa mặt lên trời mà gì, mà chửi trời. Tại sao á, ông sống ông không công bằng, tại sao ông lại gì yêu thương người kia hơn mà ông không gì, ông không yêu thương tôi. Và người đó mà nói là gì, tôi khinh ông, tức là nói chỉ mặt lên trời và nói tôi khinh ông sống không công bằng. Và người đó ngửa mặt lên trời và gì, nhổ nước bọt lên trời, và ta khinh ông, ta nhổ gì, ta nhổ vào mặt ông. Và người đó ngước mặt lên trời và nhổ lên nước bọt lên trên trời. Đức Phật ấy, khéo léo hỏi rằng này Bà La Môn, vậy cái đám nước bọt kia của người chửi trời kia nó có đến tận ông trời không, hay là nước bọt nó đi đâu? Và vị Bà La Môn kia nói rằng này Sa Môn Cù Đàm, có thế mà ông cũng phải hỏi. Đương nhiên ông trời nó ở xa thế kia, mà trời đâu có gì, đâu có thực tướng, đâu có như con người thật của chúng ta mà nghe được cái lời chửi bới của gì, của chúng ta. Mà cái người mà gì chửi trời, ngửa mặt lên trời mà nhổ nước bọt kia, nước bọt kia đâu có đến trời được, mà đương nhiên nước bọt kia lại rơi vào chúng thì chúng mặt mình vậy. Nghe Bà La Môn nói như vậy, Đức Phật lúc đó mới nói rằng này Bà La Môn, tương tự như vậy, từ sáng tới giờ ông theo Như Lai, ông thách đố Như Lai là gì, là thi thố về thần thông, rồi thi thố về gì, về đàm luận để phân biệt thắng thua, về trí tuệ, về kiến thức, vân vân và vân vân. Như Lai đâu có gì, đâu có còn một chút cái tâm niệm bỉ thử thắng thua như ở thế gian nữa mà tranh luận với ông. Ông cái gì ông chưa biết, ông đi ông hỏi, Như Lai sẽ gì khởi lòng đại từ bi mà nói cho ông hay. Còn cái gì ông đã biết, đáng lẽ ra ông phải dùng cái kiến thức, cái sự hiểu biết của ông ấy để đi phá mê khai ngộ cho chúng sinh cùng được giác ngộ như mình. Đó mới là cái người gì, một vị tu sĩ chân chính của đạo Bà La Môn. Nay ông học được một chút, ông hiểu được một tí, ông chạy theo Như Lai từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối để đòi thi triển thần thông và thách đố về đàm luận đối với Như Lai. Như Lai đâu có tiếp nhận, giống như trời cao không tiếp nhận cái sự chửi bới và nước bọt của gì, của một kẻ ngu ở dưới nhân gian. Tương tự như thế. Và ngay lập tức cái vị Bà La Môn kia hiểu ra được cái đạo lý của người học đạo là phải khiêm cung, phải hạ mình và phải biết trân trọng tất cả cái gì mình đã có. Và ngay lập tức vị đó quỳ xuống dưới chân của Đức Phật và xin sám hối, và được Đức Phật độ cho và cho xuất gia. Một thời gian sau vị đó chứng đắc thánh quả A-la-hán và vĩnh viễn thoát ly cái biển khổ sinh tử luân hồi. Đó, cho nên chúng ta thấy là người học Phật quan trọng nhất là cái việc gì? Việc xả ly, không chấp trước, không tham đắm vào bất cứ một điều kiện hoàn cảnh nào, thì đó mới là người học Phật và tu Phật chân chính. Còn ở thế gian của chúng ta này gọi là cái sơ cơ học đạo, gọi là những người ở bậc sơ cơ học đạo, tức là vừa mới bước vào cửa đạo, bước vào cửa Phật, bước đầu học Phật đó, thì tất nhiên chúng ta cũng phải biết phân biệt đúng sai. Đây là bước đầu học Phật. Ví dụ như là Hòa Thượng Tịnh Không là một vị đại lão hòa thượng, là một vị thượng thủ Tịnh Tông học hội trên thế giới, uy tín của ngài rất lớn, khóa độ được rất nhiều những vị nguyên thủ quốc gia như là nguyên thủ tướng Koizumi của Nhật Bản, hay là tổng thống của Malaysia, tổng thống của Malaysia, hay là kể cả nguyên cả tổng thống Bill Clinton, rồi rất nhiều những vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới.
được Ngài cảm hóa. Cho nên cái uy đức, giấy đức của Ngài rất lớn, và tôi rất tâm đắc với Ngài nói một cái câu, nói rằng á, ở thế gian người mới học Phật đó, phải có trí tuệ để xem xét đâu là chính và đâu là tà. Chính thì gì? Chúng ta theo và chúng ta phụ giúp. Tà thì chúng ta gì? Chúng ta phải tránh, chúng ta phải rời xa, đừng có gì, đừng có gần gũi và đừng có dính vào. Như là các cụ ngày xưa hay nói là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng đó. Cho nên bước đầu học Phật tâm của chúng ta chưa định, trí của chúng ta chưa sâu. Cho nên chúng ta phải tránh những gì? Những kẻ ác. Và gần gũi những gì? Những người thiện. Bước đầu học Phật thì như vậy. Nhưng tiến tới các vị Bồ Đại Bồ Tát như là Quan Âm Thế Chí Văn Thù Bồ Hiền rồi, hay là Địa Tạng Bồ Tát, hay là các vị Phật rồi á, thì các ngài là coi tất cả chúng sinh là bình đẳng, thiện ác như nhau, không hai không khác. Đấy là gì? Ở cái mức độ tu lên hành Bồ Tát Đạo, các vị Đại Bồ Tát thì mới làm được việc đó. Còn chúng ta ở bước sơ cơ học đạo này thì phải gì? Phải nên xem xét tùy theo trường hợp. Ví dụ như bây giờ bạn hỏi rằng trường hợp tha thứ có phải xem xét hoàn cảnh không? Có. Ở trường hợp câu hỏi này thầy khuyên chúng ta là gì? Có. Ví dụ như có trường hợp, lấy ví dụ như là trường hợp như là cần phải xem xét hoàn cảnh để tha thứ chẳng hạn. Ví dụ bạn cùng phòng của chúng ta, nhà bạn đấy quá nghèo, thầy nói gì? Quá nghèo, mà đến tháng gì? Đóng tiền nhà rồi, đến tháng đóng tiền học rồi, đến tháng đóng tiền điện, đóng tiền ăn rồi. Nhưng mà ở quê gì? Do bố mẹ ốm đau hoặc là đã nghèo rồi mà còn ốm đau nữa, vân vân chẳng hạn. Đến tháng đó không thể gửi được cho bạn 1 triệu hoặc 2 triệu để đóng học. Và đang cái lúc mà cùng quấn như vậy, ngày mai phải nộp tiền thì mới được thi, mà không tiền nộp tiền đó thì không được thi, vân vân chẳng hạn. Mai không nộp tiền đó thì bà chủ nhà đuổi ra khỏi nhà. Và bạn ấy thì gọi là gì? Gọi là các cụ ngày xưa nói là đói ăn vụng, túng làm càn, đúng không? Mặc dù bạn không muốn, bạn rất tốt, bình thường rất tốt, nhưng mà hôm đó ở vào cái trường hợp đặc biệt như vậy. Và người bạn của chúng ta, người bạn rất thân, khi chúng ta đi ra ngoài hoặc vào nhà tắm, bạn ấy móc gì? Cái túi của chúng ta, bố mẹ chúng ta vừa gửi cho chúng ta 5-7 triệu, vừa tiền ăn, tiền học, thậm chí tiền tiêu nữa, còn xả láng vì gia đình chúng ta có điều kiện hơn nhà bạn. Bạn nhìn thấy chúng ta để tiền ở trong đó lúc sáng hoặc lúc trưa rồi, cho nên lúc chiều, lúc tối chúng ta bỏ đi ra ngoài hoặc đi vào nhà vệ sinh chút thôi, người bạn do vì quá bí cho nên vào á, móc cái gì? Cái túi chúng ta với cái ý là gì? Mượn, nhưng không dám hỏi. Đấy vẫn gọi là tội gì? Tội ăn trộm đó, tội ăn cắp đó. Nhưng mà cái tâm nghĩ là gì? Mình mượn tạm bạn và để sang tháng sau bố mẹ mình gửi lên, mình cũng sẽ lén để gì? Để cho vào túi trả cho bạn. Có thể nghĩ như thế. Vì ở trong cái trường hợp đó, cùng quẫn tột độ như vậy, thì người ta làm như vậy. Khi mà chúng ta phát hiện ra, cả phòng phát hiện ra, bạn mới nói là gì? Mới lúc chiều nói là không có tiền, tại sao hôm sau lại có tiền nộp? Và cái số tiền của chúng ta mất tương tự với cái số tiền bạn có để nộp. Và chúng ta nghi ngờ, chúng ta điều tra, và bạn ấy phải gì? Phải khai ra là gì? Là xin lỗi, là mình đã gì? Đã lấy trộm tiền của bạn. Thế trường hợp như vậy, các con nghĩ rằng ở vào cái trường hợp hoàn cảnh như vậy, các con có nên tha thứ không? Các con có tha thứ không? Có tha thứ cho bạn mình được không? Hả? À? Ở trong trường hợp nào bạn, ở trong trường hợp này bạn nào tha thứ giơ tay để xem nào. Giơ cao lên để xem nào. Vâng, cảm ơn các bạn. Và ở trong trường hợp này có bạn nào không tha thứ và nhất quyết không tha thứ giơ tay để xem nào. Giơ cao lên. Chỉ có khoảng mấy phần trăm, khoảng độ tầm 3-5% là không tha thứ. Còn lại khoảng 95-97% là tha thứ. Thầy muốn mời hai bạn lên đây để chia sẻ rằng vì sao mà không tha thứ và vì sao mà chúng ta tha thứ. Một bạn thứ hai ở dòng ngồi hàng đầu tiên này, bạn thứ hai, bạn ấy giơ tay là không tha thứ trong trường hợp này.
Và một bạn bất kỳ nào đó giơ tay tha thứ thì lên đây, hai bạn lên đây. Bạn thứ hai, bạn nữ thứ hai. Một bạn nữa. Bạn ngồi đầu ở bên này đi, bạn ngồi đầu bên này và tha thứ. Bạn lên đây. Rồi, con. Có cái mic, đưa cái mic cho bạn. Bạn đứng trên này, bạn quay xuống đi. Một bạn tha thứ và một bạn không tha thứ. Đầu tiên thầy muốn nghe bạn. Ở trong trường hợp như vậy bạn không tha thứ vì lý do làm sao? A Di Đà Phật ạ, con kính bạch thầy và các bạn đồng tu. Con không tha thứ là vì nếu bạn không có thì bạn có thể ngỏ lời mượn chứ không tự tiện và lấy cắp đồ ạ, lấy cắp tiền ạ. Nên là con nghĩ con không tha thứ cho bạn ạ. Rồi, cảm ơn con. Vâng, cảm ơn con. Đây thầy nói là gì? Thôi tí nữa thầy nói bây giờ để bạn tha thứ. Xin muốn biết thì thầy tha, bạn một bạn tha thứ con ngồi xuống. Con thưa thầy là con tha thứ cho bạn vì bạn đã biết lỗi và xin lỗi mình ạ. Và để cho bạn có được cái cách để sửa sai của mình ạ. Và từ sau sẽ không sai phạm nữa ạ. Có bạn nào bổ sung ý kiến thêm không? Có bạn nào tha thứ bổ sung thêm không ạ? Giơ tay xem nào. Vâng, bạn nam thứ tư. Mình là Phật, kính bạch thầy. Nếu trong trường hợp này thì con chấp nhận tha thứ vì nếu như trước kia chưa được đến chùa, chưa được đọc kinh Phật, chưa được nghe thầy giảng thì con chắc cũng sẽ không tha thứ cho bạn đó. Và khi biết đến chùa, khi biết đến kinh Phật thì con chọn cách tha thứ. Vì nếu mà chúng ta không tha thứ, chúng ta nhiếc móc, trách móc bạn thì chắc chắn thì sẽ khởi cho bạn một cái tâm ác. Và biết đâu lần này sẽ có lần sau. Và khi tha thứ thì bạn đó sẽ nhận được một bài học vô cùng lớn. Và chắc chắn là lần sau thì bạn sẽ không chọn cách là đi ăn trộm của người khác như thế nữa. Và đó là cách con chọn. Vâng, thầy cảm ơn các con. Mình là Phật. Vâng, cảm ơn con. Con ngồi xuống. Và đấy, ở đây chúng ta mới gọi là gì? Đây thầy đang hỏi là đang trả lời câu hỏi mà một bạn hỏi rằng á, tha thứ có cần phải xem xét hoàn cảnh trường hợp cụ thể nào không? Cho nên thầy mới đưa ra một cái câu chuyện giả dụ như thế, đúng không? Và ở trong cái trường hợp đó thì chúng ta có nên buông xả hay không? Có nên tha thứ cho bạn mình hay không? Thì ở đây lúc nãy có hai luồng tư tưởng, khoảng 95 đến 97% là gì? Là tha thứ cho bạn ấy vì cái điều kiện mà bạn ấy trộm tiền của mình, của các bạn cùng phòng ở trong một cái điều kiện hoàn cảnh đặc biệt như vậy mà bạn ấy gì do nể hoặc do sợ hoặc do một cái lý do nào đó mà không dám hỏi mượn bạn. Nếu mà chúng ta mà không có cái tâm tha thứ thì có thể cái cơ hội á, chúng ta mà cứ nhiếc móc và cứ nói bạn và đi nói xấu lên cả trên lớp, thưa với cả thầy cô giáo và nói dâm gian hết cả phòng trọ, khu trọ của chúng ta lên đó để cho bạn ấy mất mặt, thì gần như đến 80-90% là bạn ấy sẽ rất gì hổ thẹn và thậm chí gì đi vào cái chỗ túng quẫn và còn vào trở lại con người gì lại quay trở lại nghĩ một cái gì nó xấu xa hơn và thậm chí không việc gì mà người ta có thể không dám làm về sau này. Nếu chúng ta học Phật, chúng ta dùng cái tâm từ bi, tâm hỷ xả, tha thứ cho bạn và chúng ta nhẹ nhàng nói rằng lần sau bạn không được như thế. Nếu mà bạn mà gặp cái lúc mà khó khăn quá, các bạn cứ nói với gì? Bạn cứ nói với chúng mình. Chúng ta lên tới đây, mỗi người một tỉnh, mỗi người một nơi, ở với nhau cùng phòng, học với nhau cùng lớp, ăn với nhau cùng mâm, là đã có duyên với nhau rồi. Có gì bạn cứ nói với gì? Với chúng mình. Có khó khăn gì bạn cứ nói với chúng mình, không giúp đỡ được nhiều, nhưng chúng mình cũng gì? Cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn bằng điều kiện và khả năng có thể của chúng mình và cho bạn ấy cơ hội để làm người. Thầy nghĩ rằng về trường hợp này, ở trong điều kiện hoàn cảnh như thế thì theo thầy chúng ta nên tha thứ cho bạn ấy. Ngược lại với trường hợp đó lại một cái trường hợp khác, ví dụ như là cùng phòng ở với chúng ta, bạn đó thích chơi bời, thích gì đàn đúm, cờ bạc, rượu chè, đề đóm,
và hay đi gì, hay đi hát karaoke, hay là đi gì, đi nhà, đi sàn nhảy vân vân chẳng hạn. Bố mẹ gửi cho bao nhiêu tiền hôm trước hôm sau là gì, là hết sạch. Và bạn ấy gì, cứ hở ở trong phòng, hở ra một cái là gì, là mất cắp. Hở ra là mất cắp và mất nhiều lần rồi chứ không phải là một lần. Chúng ta đã, thậm chí là chúng ta đã gì đó, bắt được tận tay bạn ấy lấy rồi và chúng ta góp ý. Bạn ấy là quay sang bạn ấy chửi bạn ấy rồi áp bức chúng ta, và bạn ấy gì, dùng cái sức mạnh hoặc là dùng cái gì, lời nói của bạn ấy chửi bới áp đi cái gì, cái lời khuyên bảo của chúng ta. Lần đó thôi, chúng ta thôi bỏ qua rồi, tưởng bạn ấy thôi. Nhưng ngay ngày hôm sau, người bạn cùng phòng mới được bố gửi lên cho mấy triệu để đóng học, sảnh ra một cái gì quay vào lại mất rồi, mà trong khi đó có mình bạn ấy ở trong phòng. Chúng ta họp cả phòng lại, và họp cả phòng lại, bây giờ các bạn quyết định cái sự việc này như thế nào đây. Chúng ta gọi bạn ấy, nói thẳng với bạn ấy thôi, nhân duyên của chúng ta đến đây là hết, mời gì, mời bạn đi gì, đi sang phòng khác, đi thuê phòng trọ khác, hoặc là gì, hoặc là ba bốn đứa chúng tớ sẽ gì, sẽ đi thuê phòng trọ khác và không ở với họ nữa. Ở với họ thì gì, cho họ nhiều cơ hội mà không gì, họ vẫn không sửa. Thì cái trường hợp như thế này các bạn chọn thế nào? Chọn hoặc rằng mình đi thuê phòng trọ khác, hoặc là bảo bạn đi thuê phòng trọ khác và không chấp nhận ở chung và nhất định không ở chung nữa, vì chúng ta cho rất nhiều cơ hội mà bạn không thay đổi. Thậm chí là đứa bạn cùng phòng, nhà cũng rất nghèo, bố mẹ mới gửi được lên cho mấy triệu đóng học, vừa đi ra khỏi phòng bạn cũng chôn mất. Vậy chúng ta quyết định như thế nào đây? Tiếp tục ở chung như thế, ai tiếp tục ở chung thì giơ tay để nghe thầy xem nào. Ai tiếp tục ở chung thì giơ tay. Không có ai tiếp tục ở chung. Ai quyết định chia tay hoặc tự mình đi ra thuê nhà riêng, hoặc là gì, bảo bạn ra thuê nhà riêng, giơ tay xem nào. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Đấy chính là câu trả lời của thầy cho bạn có câu hỏi này, nên gì, nên tha thứ, xem xét cho có hoàn cảnh hay không có hoàn cảnh ở trong cái trường hợp như vậy đấy. Đó. Chúng ta tùy theo điều kiện hoàn cảnh để mà gì, mà tha thứ hay không tha thứ. Người học Phật thì ở cái bước đầu thì chúng ta nên chọn cái đúng cái sai. Cái đúng thì chúng ta gì, hoặc cái gì, lấy nhân lấy đức, cái gì cần lấy nhân lấy nghĩa, lấy nhân lấy đức để mà giúp đỡ mọi người thì chúng ta nên lấy. Còn cái gì mà chúng ta gì cảm thấy là không thể cảm hóa được, gần mực thì đen, thì chúng ta phải lánh ngay. Đấy cũng là cái câu trả lời của thầy. Và các bạn, chúng ta, bạn có câu hỏi này suy nghĩ một tí. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.